chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục tử vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi ngày 28 tháng 2, thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 28 tháng 1, tức là ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tử vi tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp là ngày Hoàng Đạo, Thanh Long, tuổi xung với ngày Giáp Ngọ, Kim, Canh Ngọ, Thổ, Bính Tuất, Thổ, Bính Thìn, Thổ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng không nên hấp tấp, vội vàng vì có sự chậm trễ, trở ngại. Ngày có nhiều sự bận rộn hoặc có tin tức đến cần phải lo toan, giải quyết. Ngày thuận lợi cho việc mua sắm, tổ chức gặp mặt, gặp gỡ. Có nhiều sự gặp gỡ trong ngày, tránh tranh cãi. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức, ngày tuổi của bổn mạng. Có cuộc ra đi ngắn hoặc phải thay đổi dự tính về công việc cũng như về tình cảm. Nếu nhóm bạn hoặc thảo luận không nên cố chấp, ý kiến của mình dễ gây ra sự bất hòa mất lòng. Và cũng không nên tin cẩn một cách quá đáng về những ý kiến của người khác, coi chừng chỉ là tin đồn. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp, chưa đến. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn Nữ La Hầu, ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ hoặc nhận tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo của người thân, bè bạn. Có tin vui. Sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi. Tuy nhiên trong sự gặp gỡ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính, cần phải có sự khéo léo để giải quyết, tránh sự bất hòa, hoặc nghe được tin buồn của thân nhân, bè bạn. Nếu là công việc thì không nên để mình bị áp lực. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về chuyện này. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu Nữ Mộc Đức. Ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ, hoặc nhận tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo của người thân, bè bạn. Có tin vui. Sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi. Tuy nhiên trong sự gặp gỡ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính. Cần phải có sự khéo léo để giải quyết, tránh sự bất hòa, hoặc nghe được tin buồn của thân nhân, bè bạn. Nếu là công việc thì không nên để mình bị áp lực. Xem tử vi ngày mới thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 năm Thái Âm Nữ Thái Bạch, ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin xa, nên cẩn trọng về vấn đề đi lại. Di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú Nữ Vân Hớn. Tất cả sự mong cầu về tình cảm đính ước, hẹn ước đều không nên, có tin buồn. Ngày gặp nhiều sự trở lực khó khăn, cần phải nhẫn nại hoặc phải bỏ công sức nhiều mới có kết quả. Chuyện vui chơi, khách khứa, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn dễ gây ra chuyện không như ý. Nội bộ gia đạo hoặc công sở có nhiều sự bất hòa hoặc có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương Nữ Thổ Tú, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Dù là công việc,
tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ, hao tốn. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam thái âm nữ thái bạch, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Không nên có sự hấp tấp, vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm. Tiền bạc tốt, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 nam thổ tú nữ vân hớn, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Dù là công việc, tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt. Xem tử vi ngày 28 tháng 2 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 nam kế đô nữ Thái Dương, ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn, không nên bỏ ngang, nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn, mất thì giờ. Tuy nhiên cũng có tiền bạc, tài lộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô, nếu đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình thì nên cẩn trọng. Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Nhưng không nên kéo dài. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 48 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Không nên chứa chấp người lạ trong nhà. Nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, gặp chuyện thị phi, tranh cãi, hiểu lầm, bị trách oán, sai hẹn, bội ước. Sự mong cầu về tin tức khó đến. Nên kiên nhẫn chờ đợi, đừng nản chí khi công việc nảy sinh quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bề bộn và lo âu, tiến thoái lưỡng nan. Gia đạo có tin xấu. Không nên đi xa hoặc sử dụng phương tiện xe cộ máy móc, di chuyển. Không tốt cho việc cầu hôn, ký kết, hùng hạp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 60 nam vân hớn nữ La Hầu, mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa. Rắc rối, dính líu đến nhiều người, nhiều việc. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu. Sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn. Ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế. Nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, mọi việc giao thiệp, gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý, hoặc chỉ là chuyện vui chơi, không có lợi. Nên di chuyển ra đi để gặp người mình mong, đừng e ngại sự va chạm, nhưng cũng phải đề phòng rủi ro hoặc có sự chậm trễ, có sự việc khác xảy ra. Nếu là người nữ thì phải chậm rãi chờ đợi tin tức mới trong công danh. Tài lộc, tình cảm, trước khó sau dễ. Cẩn trọng về sức khỏe. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin, xem tử vi ngày mùng ngày 28 tháng 2 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh, không nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc, ăn uống, quà tặng. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 35 nam Thái âm nữ Thái Bạch, ngày có sự thuận lợi về ra đi. Thay đổi công việc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám. Có tin vui ở xa, gặp lại người xưa, có quý nhân giúp đỡ hoặc được quà cáp, lộc ăn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ vân hớn, không nên tin vào sự dự tính của mình đã được định trước, rất dễ gặp sự sai hẹn, dời hẹn. Phải trù tính cho mình thêm nhiều phương hướng khác vì sự việc sẽ đến hoàn toàn khác. Tuy nhiên không phải là điểm xấu. Ngày có nhiều sự hội ngộ, hội họp, bàn tán,
đình đám, có tinh xa. Nếu dự tính về đi xa hay di chuyển ngày này nên có sự tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa, mua sắm trước về phương tiện xe cộ, máy móc, đồ đạc, tài lộc bình thường. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh, không nên để dây dưa, có thể bị phá ngang, bỏ dở. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc, ăn uống, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác, đề nghị việc làm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt. Có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Xem tử vi ngày mới thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 nam La Hầu nữ Kế Đô, chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ, che chở hoặc chờ một cơ hội khác. Chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật. Y tế. Có tin xa. Không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi. Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình. Ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt, việc làm không có kết quả. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 34 năm Kế Đô nữ Thái Dương, theo lịch âm thì mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Gặp lại người xưa, chuyện cũ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 46 năm La Hầu nữ Kế Đô, ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Không nên nản chí và cũng không nên đương đầu trong cách giải quyết. Ngày có lợi cho sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ, tiệc tùng, đình đám. Có tin xa. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, không nên e sợ chuyện mít lòng, phiền lòng, cứ mạnh dạn nêu ý kiến. Tài lộc còn chậm. Ngày có nhiều tin tức hoặc chỉ để bàn thảo. Không nên tiến hành, quyết định sẽ gặp nhiều chống đối, bất mãn. Cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc vật liệu, xe cộ có sự hư hại, hoặc cần phải tu bổ sửa chữa. Giới hạn trong việc di chuyển. Có tin buồn hoặc trái với dự tính. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 70 năm Kế Đô nữ Thái Dương, mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý, phật lòng hoặc gặp rủi ro, tai nạn, tin xấu. Nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe, cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng, thất bại. Tuy nhiên cũng có tin xa, có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm, ân nghĩa hoặc được ăn uống. Tử vi ngày 28/2/2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim. 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó, chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa. Tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu, cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa. Mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 45 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ.
hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc có tin tức tốt về làm ăn. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 57 năm thủy diệu nữ Mộc Đức, ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm. Không nên chần chờ khi cơ hội đến, mọi việc nên tiến hành. Nếu có sự đề nghị hùng hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt. Có hỷ sự. Có tin xa. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 69 năm Vân Hớn nữ La Hầu, cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Đề phòng có sự sai hẹn, dời hẹn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 20 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 năm Thái Âm nữ Thái Bạch, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra tốt xấu xoay chuyển liên tục, nên bình tĩnh để giải quyết. Nên cẩn trọng dễ có sự hư hại, trắc trở, khó khăn nhưng vẫn có kết quả. Có người bất đồng ý kiến với mình. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn hoặc có tin tức. Hao tốn về giao thiệp, giải trí. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 32 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày xung của bổn mạng. Bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện. Tránh chuyện thị phi tranh cãi, nên nhường nhịn. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị ngẽn lối, cản trở, gặp khó khăn, chỉ hao tốn công sức. Tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nên chi dụng vào những việc cần thiết. Có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 44 năm Thái Âm nữ Thái Bạch, ngày xung của bổn mạng. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt. Có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 56 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày xung của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong sự đi lại, di chuyển. Có người bất đồng ý kiến với mình. Nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ, có cuộc vui. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 68 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày xung của bổn mạng. Không nên tiến hành giao dịch những công việc lớn, sẽ gặp điều không may. Ngày có nhiều biến chuyển không thuận lợi dễ dàng trong việc giải quyết. Giới hạn việc di chuyển đi xa, sử dụng phương tiện máy móc. Ngày chỉ có những tin tức không tốt, hoặc tin tức không đến, chậm chạp. Không nên tranh cãi, bất hòa chỉ làm thêm rối ren, dễ bị hàm oan, thị phi. Tài lộc kém. Tình cảm không tốt. Gia đạo bất an. Xem tử vi ngày mùng ngày 28 tháng 2 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 19 năm La Hầu nữ Kế Đô, 79 năm Kế Đô nữ Thái Dương, sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm, dễ hao tài, hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chia chác. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 31 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình. Nhà có sự hội ngộ, họp mặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài lộc, nhưng dễ hao tốn. Nên đi xa, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Có tin xa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 43 năm Kế Đô nữ Thái Dương, có hỷ sự. Tin vui. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.
nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 55 năm La Hầu nữ kế đô, nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự. Ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 67 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt. Đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc. Nên hỏi ý kiến của quý nhân. Xem tử vi ngày 28 tháng 2 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 30 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 42 năm Vân Hớn nữ La Hầu, công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất trắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Có sự gặp gỡ bất ngờ, hoặc có tin tức. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 54 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Nếu là công việc thì không nên hấp tấp, vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 66 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại, di chuyển có rủi ro, hoặc có tin buồn. Về việc làm cũng nên cẩn trọng, không nên hấp tấp vội vàng, dễ xảy ra những chuyện không vừa ý, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 78 năm Vân Hớn nữ La Hầu, không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc. Hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi đứng, di chuyển, có rủi ro. Mọi dự tính chưa có thể tiến hành. Nên chờ đợi. Có tin buồn. Tài lộc chậm, chưa đến. Xem tử vi ngày mới thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 29 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn. Có tin vui về tình cảm. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 41 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày rất dễ có